Hello anh em nhé. Cái thung này nhiều trà mào lắm. Nước thì xanh lè đấy. Tí em chạy xuống xem có con nào đây không. Vừa nghe hót. Giờ cũng đang hơn 11 giờ rồi. Cảnh khá đẹp luôn. Anh em chờ kết quả nhá. Thung dưới này này. Gió quá anh em. Gió kiếp thật. Toàn đi đuổi mấy con kia thôi. Treo vào trong đấy nhỉ. Treo trong bụi xong. Nó đây nhưng mà. Đuổi ôi sao một chỗ quay xấu quá anh em ạ. Ok, xong anh em nhé. Anh em
cảnh nước xanh lè. Anh em nhá, gỡ ra xem. Đây anh em, khá to luôn, dài ngoằng luôn. Em xem, một gang dây của em luôn. Ok anh em ưng thì alo em nhé. Chân nó đây anh em này, hàng già rồi, không phải chim vụ này đâu.